Hoàng Du xin được gửi lời chào đến tất cả nhà Nu Skin đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì Dung thấy ở trên màn hình cũng như là trong Zoom của chúng ta cũng đã gần 500 các anh chị đã tham gia chương trình rồi. Và chào mừng các anh chị chúng ta đến với hội thảo xu hướng thương mại điện tử, xu hướng khởi nghiệp ngay tại nhà ngày hôm nay cùng với chương trình. Trước khi mà chúng ta bắt đầu chính thức thì một lần nữa Hoàng Dung xin được mời các anh chị chúng ta hãy gửi một lời chào, một lời chúc tốt đẹp đến với những ai mà chúng ta đang tham dự trong buổi Zoom ngày hôm nay được không ạ? Chúng ta sẽ comment ở trên khung chat một lời chúc đến với mọi người. Và sáng ngày hôm nay thì trước khi mà bắt đầu thì mọi người cũng đã nghe những bản nhạc rất là năng lượng đúng không ạ? Những bản nhạc rất là hay, và hãy gửi lời cảm ơn đến với chị Linh Lý ạ. Chị cũng đã cho chúng ta nghe những bản nhạc rất là năng lượng trong sáng ngày hôm nay, và chúc cho mọi người chúng ta sẽ có một buổi sáng thứ bảy cập nhật được rất là nhiều những thông tin thú vị và bổ ích đến từ các vị diễn giả. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cập nhật những kiến thức này để có thể áp dụng vào trong công việc của mình, kinh doanh online trên những nền tảng có sẵn của Nu Skin, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ có thêm thu nhập và kinh doanh toàn cầu luôn các anh chị và các bạn nha. Bây giờ thì Dung thấy là mọi người cũng đã gửi lời chào đến Hoàng Dung rồi và gửi lời chào đến hai vị diễn giả của chúng ta trong ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Với những lần trước thì Hoàng Dung cũng đã được tiếp xúc và được kết nối cùng với mọi người rồi, và tinh thần của mọi người lúc nào cũng rất là tươi trẻ, rất là nhiệt huyết, rất là năng lượng. Và Hoàng Dung tin rằng là với những năng lượng của mọi người thì chúng ta sẽ tiếp tục có những phần kiến thức thú vị trong sáng ngày hôm nay và rất là tuyệt vời. Tham gia cùng với chúng ta ngày hôm nay thì Hoàng Dung cũng xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời đặc biệt. Hoàng Dung xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Hữu Tuấn, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương. Dạ, xin chào anh Tuấn ạ. Và bây giờ anh Tuấn ơi, chúng ta hãy gửi một lời chào đến với mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay được không ạ? Chào tất cả các quý vị, các anh chị, đại gia đình Nuskin đã có mặt ngày hôm nay. Chúc các quý anh chị một ngày mới tràn đầy năng lượng và có một buổi cuối tuần được nhiều kiến thức mới hiệu quả hơn. Xin chào các anh chị. Dạ, xin được cảm ơn anh Nguyễn Hữu Tuấn. Đối với những ai mà chúng ta đã từng tham dự hội thảo trong lần trước thì chắc chắn mọi người cũng đã trang bị rất là nhiều kiến thức cũng như là những thông tin, những trải nghiệm rất là thú vị, và chúng ta cũng đã thấy được tầm quan trọng của thương mại điện tử là như thế nào rồi. Và thực tế thì chúng ta cũng nhận thấy là có rất là nhiều thói quen của con người đã thay đổi đúng không ạ? Từ cách làm việc nè, rồi học hành nè. Nhưng mà trước đây thì chúng ta phải đi đến những nơi hội nghị, những cái khách sạn hoặc là những nơi mà họp hành đông đúc đúng không? Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã họp qua Zoom hoặc là chúng ta kết nối cùng với nhau qua online, kết nối với nhau thông qua những nền tảng ở trên Internet. Và đặc biệt là hành vi mua sắm của mình cũng đã thay đổi rất là nhiều, từ offline chuyển sang online, và tất cả dường như là đã được số hóa nhiều hơn thông qua thời gian vừa qua, chúng ta thấy được rất là rõ. Và điều này chúng ta thấy được tiềm năng phát triển rất là mạnh mẽ của thương mại điện tử ở trong tương lai. Và hiện tại thì đối với một số doanh nghiệp á, đặc biệt là doanh nghiệp bán lẻ, thì thương mại điện tử đã trở thành một công cụ tồn tại và là công cụ cạnh tranh. Để thấy rõ hơn về xu hướng này thì một lần nữa Hoàng Dung xin được mời các anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Tuấn, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương. Xin mời anh ạ. Xin kính chào tất cả các quý chị có mặt hôm nay, thì tôi xin phép chia sẻ cái bài trình bày của tôi về thực trạng cũng như là các cái mô hình phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam, cái xu hướng nghiệp. Xin hỏi ban tổ chức là cái slide share các anh chị có nhìn thấy rõ không ạ? Hoàng Dung có nhìn thấy cái slide của anh Dạ ta không? rõ, rõ. Vâng, thế xin phép được thay mặt cái ban tổ chức thì tôi sẽ bắt đầu cái trình bày cái bài ngày hôm nay, đấy là xu hướng cũng như cái cơ hội khởi nghiệp. Thì xin giới thiệu lại, tôi là tên là Tuấn, là phụ trách phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Thì trước tiên chúng ta đi vào cái tổng quan về thương mại điện tử thì chúng ta hãy nhìn thấy một cái vấn đề mà rất đơn giản là khi các anh chị đi công tác, đi du lịch thì các anh chị sẽ, ví dụ như tôi lấy một cái ví dụ đi du lịch Lạng Sơn hay đi công tác Lạng Sơn thì tôi bắt đầu tìm mua vé xe, mua khách sạn, đặt khách sạn hay là
tìm một cái địa điểm là đấy để đi tham quan du lịch chẳng hạn. Và một nhu cầu rất tất yếu các anh chị khi đi công tác, đi du lịch ở bất kỳ đâu thì anh chị rất muốn mua một cái đặc sản ở địa phương nó mang về làm quà. Thì ví dụ ở Lạng Sơn có na chi lăng này, bánh phồng, quýt rồi hồng ngâm vân vân. Thế thì cách đơn giản nhất đầu tiên anh chị tìm vé xe địa điểm, anh chị lên hỏi Google đúng không ạ? Người ta hay nói đùa thì nếu mà cái gì không biết thì tra Google đúng không ạ? Ví dụ như anh chị có vé từ Hà Nội đi Lạng Sơn chẳng hạn thì có rất nhiều các nhà xe đấy, giúp cho anh chị tìm được cái vé xe rẻ nhất hoặc là có được những cái đánh giá tốt nhất từ người tiêu dùng để anh chị có lựa chọn. Và khi anh chị cần tìm mua đặt một cái phòng nào đấy thì anh chị vào Google anh chị search cái tên một cái khách sạn, tìm một cái khách sạn ở Lạng Sơn, sau đó thì có các website giới thiệu và anh chị tìm được cái địa điểm nó gần cái vị trí anh chị ở mong muốn ở nhất, cái khách sạn gần cái vị trí mà anh chị muốn ở. Và khi anh chị tìm mua đặc sản thì tại cái thời điểm năm đó thì tôi 2017 2018 tôi lên Lạng Sơn, cái thời điểm đó thì khi tìm mua đặc sản thì rất là bất ngờ rằng là đi tìm mua na chẳng hạn thì có rất nhiều bài viết giới thiệu về na nhưng mà không có một website nào ở chính cái địa phương đó, ở chính Lạng Sơn mà lại bán na chi lăng. Và tôi tìm thấy được một cái website thì cái website lại là của một cái đơn vị ở Hà Nội. Như vậy là muốn mua na ở chi lăng nhưng lại phải ra mua ở Hà Nội, rất là buồn cười đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là bản thân cả cái quy trình chúng ta đang vừa làm vừa rồi, chúng ta tìm kiếm thông tin sản phẩm, chúng ta có thể thấy cái ví dụ mặt hàng na này, chúng ta thấy cái số điện thoại, có thể không đặt hàng lấy số điện thoại chúng ta bốc máy lên gọi, đấy là chúng ta đã đang tham gia hoạt động thương mại điện tử rồi. Và thương mại điện tử nó là gì? Nó chỉ là nếu mà chúng ta nhìn một cách cơ học mà nói thì nó có hai vế là thương mại cộng với điện tử, mà các thiết bị điện tử này là có nối mạng hay là trên môi trường internet. Như vậy cái việc mà chúng ta hoạt động thương mại trên cái nền tảng internet đấy chính là chúng ta đang tham gia vào hoạt động thương mại điện tử. Và ví dụ như các anh chị lên Facebook, lên Zalo, các anh chị đăng một cái bài bán hoặc anh chị lên nó tìm một sản phẩm anh chị đặt mua thì đấy chính là anh chị đang tham gia hoạt động thương mại từ rồi. Và chúng ta thậm chí chúng ta đang làm thương mại từ rất lâu rồi nhưng chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta đã tham gia vào hoạt động thương mại từ. Thế thì thương mại từ nó mang lại rất nhiều các lợi ích, rất nhiều các lợi ích. Thì cái lợi ích ở trên slide này thì tôi cũng không muốn nói lại. Đấy, ví dụ như là rõ ràng anh chị có thể ban đêm anh chị cũng có thể lôi máy ra tìm kiếm sản phẩm đặt hàng đúng không ạ? Anh chị 8 đến 10 giờ tối anh chị bật livestream lên, xem livestream và đặt hàng. Như vậy anh chị mua hàng mọi lúc mọi nơi. Nhưng tuy nhiên qua cái đại dịch này thì anh chị sẽ nhìn thấy một cái sự thay đổi rất mới mà tôi muốn các anh chị quan tâm. Đấy chính là thay đổi cái thói quen tiêu dùng của chúng ta. Chúng ta mua hàng trước đây chúng ta chỉ Google tìm kiếm. Thì bây giờ chúng ta lại sẽ phải xem gì ạ? Xem YouTube, xem hình ảnh, âm thanh, xem cái giới thiệu, các đánh giá, những cái cảm nhận về cái sản phẩm đấy nó như thế nào. Người tiêu dùng thay vì chỉ tìm kiếm không thì người ta bắt đầu xem các review bằng các video, đúng không? Rồi, người ta thay vì người ta tìm cái món đồ đó thì người ta tìm cái thương hiệu người ta yêu thích. Chứ không chỉ là tìm ví dụ một cái điện thoại nói chung hay là một sản phẩm mỹ phẩm nói chung mà người ta muốn mua một cái sản phẩm để mang thương hiệu gì thì người ta xu hướng người ta sẽ đã thay đổi cái cách tiêu dùng. Và cách tiêu dùng đây là thay vì chúng ta trước đây chúng ta chỉ gì ạ, mong muốn là ăn no đúng không, bây giờ thì chúng ta muốn ăn ngon mặc đẹp. Chúng ta trước đây chúng ta tìm kiếm trên Google, chúng ta tìm là sản phẩm mua rẻ nhất, nhưng bây giờ chúng ta hay hỏi là ví dụ mua cái sản phẩm này, ví dụ kem dưỡng da hay mua cái điện thoại thì ở đâu là tốt nhất, chỗ nào bán hàng uy tín nhất. Cái tư duy, cái thói quen tiêu dùng đã thay đổi. Và đặc biệt là cái tư duy cũng thay đổi theo rất là nhiều. Đấy là tư duy chúng ta xuất phát từ cái việc chúng ta mua hàng trực tiếp tại cửa hàng thì bây giờ chúng ta bắt đầu để dẫn đến cái tư duy là chúng ta mua online. Đấy. Thì các cái siêu thị họ cũng phải tự thay đổi để thích ứng với cái việc mà người tiêu dùng thay vì người ta mua
trực tiếp tại cửa hàng thì bây giờ người ta lại mua trực tuyến. Và trước đây người ta sợ rủi ro, thì cái tư duy bây giờ là tư duy phải phải biết sử dụng công nghệ để chấp nhận cái sự thay đổi đó. Và có người, tôi cũng không nhớ tác giả, nhưng người ta nói rằng là không có tiền thì không đáng sợ, bằng đấy là đáng sợ là bạn không hiểu cái tư duy để kiếm tiền. Có nghĩa là bạn không thay đổi theo thời cuộc. Ví dụ như bây giờ người ta mua online mà mình bây giờ cứ muốn mở cửa hàng để bán offline chẳng hạn, rõ ràng là mình không thích ứng được với cái tư duy của thời cuộc. Ví dụ tư duy của người ta bây giờ là ngồi một chỗ để được giao hàng miễn phí chẳng hạn, hoặc là giao hàng giá rẻ, hoặc là giao hàng trong ngày, mà chúng ta cứ giao 3 đến 5 ngày mới giao hàng, thì rõ ràng là cái tư duy nó không theo kịp, và chúng ta bị miss, bị nhỡ vào chuyến tàu đó. Chúng ta tham gia vào thương mại điện tử, nhưng mà chúng ta nhiều khi chúng ta hỏi là tại sao sản phẩm chúng ta không bán được, là vì thế. Ví dụ như bây giờ thời đại bây giờ là học trực tuyến, cũng như là gì ạ, xem video trực tuyến, xem các loại phim trực tuyến, các ứng dụng về quản lý sức khỏe trực tuyến nó rất là nhiều. Nếu chúng ta không thay đổi để thích ứng những cái thứ đó, thì cái đáp ứng được những cái tư duy thay đổi của cái người mua, thì chúng ta cũng không bán được hàng. Và chúng ta thấy rằng là thương mại điện tử Việt Nam nó phát triển trong có thể nói là từ chia làm 3 giai đoạn chính. Cái giai đoạn đầu tiên đấy là cái giai đoạn từ năm 97 khi Internet bắt đầu vào Việt Nam đến năm 2010, là những cái giai đoạn mà Việt Nam bắt đầu hình thành một cái cơ sở pháp lý, hay là giai đoạn này là giai đoạn hình thành. Thì 2014 thì IDG Venture là những cái công ty đầu tiên. Từ năm 2005 chúng ta có luật giao dịch điện tử, thì cũng tầm thời gian đó thì IDG Venture họ đã đầu tư vào một số công ty khởi nghiệp Việt Nam, như là chợ điện tử, như VNG, như là Vietnam Works, vân vân. Và các cái website thời điểm đó ra đời chủ yếu là dựa trên nền tảng gọi là C2C, tức là các website về giao vặt là chính, như Rồng Bay, Én Bạc, sau này thì có Vật Giá, có eBay Việt Nam. Đấy, và đến 2007 thì chúng ta bắt đầu có những website bán vé máy bay trực tuyến đầu tiên như Vietnam Airlines. Đấy, và đặc biệt chúng ta có đào tạo chính quy về thương mại điện tử. Đấy, là thương mại điện tử bắt đầu đánh dấu là nó là một nghề, thậm chí nó coi là một nghề nghiệp. Chúng ta không chỉ coi là một cái công cụ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh nữa, nó là một cái nghề. Và đến năm giai đoạn từ 2010 đến 2015, đây là cái giai đoạn người ta gọi là giai đoạn trưởng thành và phát triển. Thì thương mại điện tử Việt Nam đã có một cái khung pháp lý, đấy là cái nghị định 52/2013 về thương mại điện tử, và chia ra làm ba cái nhóm, ba cái loại hình thương mại điện tử phổ biến, đấy là các sàn giao dịch thương mại điện tử như chúng ta thấy ngày nay như Lazada, Shopee, Tiki, Sendor, vân vân. Và năm 2010, từ 2011 đến 2013 thì bùng nổ cái mô hình đấy là mô hình mua chung, hay là gọi là mua Groupon, mua voucher đấy. Anh chị mua voucher để đi ăn, ví dụ như ăn buffet chẳng hạn, mua voucher đi du lịch, thì những cái mô hình đó, những cái giai đoạn nó rất phát triển. Và những năm 2007-2008 cũng bắt đầu Việt Nam có cái đấu giá trực tuyến, nhưng tuy nhiên thì bây giờ đấu giá trực tuyến lại không phát triển, do các website nó không có lượng thành viên đông đảo để mà tạo ra những cuộc đấu giá nó gây cấn và hấp dẫn cho người tiêu dùng. Rồi 2014 thì chúng ta chứng kiến cái đầu tiên sự xuất hiện, đấy là của Uber khi xuất hiện ở Việt Nam. Và Grab và Uber đã đến 2018 thì họ cũng có sự xâm nhập với nhau ở Việt Nam, riêng thị trường Việt Nam thôi. Và cái giai đoạn 2016 đến nay, tức là có thể nói đây là cái giai đoạn mà phát triển thương mại từ Việt Nam phát triển rất nhanh. Và thông thường thì cái chu kỳ phát triển của doanh nghiệp cũng như của thị trường có thể nó kéo dài từ 5 đến 10 năm. Và tôi nghĩ là cái giai đoạn này, giai đoạn bùng nổ từ nay đến 2025 cũng là một cái giai đoạn bùng nổ. Và có, mặc dù có sự ra đời của những cái sàn, tức là trước đây thì Tiki họ xuất hiện từ những năm 2012, họ bán trực tiếp sản phẩm, sau đó họ từ 2016 thì Shopee, Tiki là chuyển là thành mô hình sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên những giai đoạn đó thì có sự đóng cửa của ví dụ như Đề Ca, của Bé Yêu hay Lingo. Thì phải nói rằng là một hay vài cái sàn, rồi đến kể 2018 thì có, 2019 thì có đây rồi, hay Leafle, hay là Vui Vui của Thế Giới Di Động, hay Lotte đóng cửa, thì cũng không thể nói rằng là thương mại điện tử Việt Nam không bị gặp ảnh hưởng. Tất nhiên là có sự ảnh hưởng nhất định, nhưng sự chứng kiến sự thất bại của một số
một vài sàn đấy là chỉ là một phần trong cái hoạt động thương mại điện tử thôi, chứ không phải tấm gương để phản ánh toàn bộ cái hoạt động thương mại điện tử Việt Nam, tại vì còn rất nhiều các mô hình khác. Thì trong cái bối cảnh đó thì 2019 tháng 7 2019 thì Viettel họ cùng ra cái sàn gọi là sàn vỏ sò và sàn MyGo, cho vừa là sàn bán sản phẩm, vỏ sò là bán hàng hóa, còn cái MyGo là hỗ trợ dịch vụ vận chuyển. Và Amazon cũng chính thức là đặt chân vào Việt Nam, và giai đoạn này cũng hình thành, và từ đó thì có cái nghị định mới, đây là nghị định 85 2021 để điều chỉnh. Thì con thấy rằng là thương mại từ Việt Nam có thể nói là qua ba cái giai đoạn đó, và bây giờ chúng ta đang nắm trong tay một cái cơ hội để thúc đẩy cái phát triển thương mại điện tử, cũng như chúng ta là người kinh doanh thì chúng ta có càng có nhiều cơ hội khi mà người dùng đã thay đổi cái tư duy, đấy là mua sắm trực tuyến nhiều hơn, đúng không? Hành vi tiêu dùng dựa trên nền tảng thương mại điện tử. Thế thì cái thực trạng phát triển thương mại điện tử Việt Nam nó như nào để cho anh chị nhìn thấy, đặc biệt là trong cái ba cái năm gần đây, thì anh chị sẽ cũng có thể là 3 đến 5 năm gần đây, thì anh chị nhìn thấy một một cái sự ra đời của rất nhiều những cái ứng dụng thương mại điện tử mà dựa trên cái vị trí của người sử dụng. Ví dụ anh chị đang ngồi ở Hà Nội, hay anh chị đang ngồi ở thành phố Hồ Chí Minh, hay ở bất kỳ một tỉnh nào, anh chị mở một cái app lên và anh chị tìm được những dịch vụ xung quanh anh chị, thì cái dịch vụ đó nó cung cấp gần chúng ta nhất, cái dịch vụ dựa trên vị trí người sử dụng. Thế thì trong cái thuật ngữ thì người ta có rất nhiều các thuật ngữ khác nhau, nói chung người ta gọi là một cái khái niệm gọi là kinh tế chia sẻ. Kinh tế chia sẻ, các anh chị có thể nghe rất là nhiều khái niệm về kinh tế chia sẻ, nhưng người ta có nhiều tên gọi khác nhau, đấy là kinh tế cộng tác, đấy là kinh tế theo nhu cầu, đấy là kinh tế nền tảng, vì chúng ta có một cái ứng dụng để cho các cái bên tham gia vào cái nền tảng đó để cung cấp dịch vụ. Ví dụ ứng dụng Grab, ứng dụng Go Việt, Gojek bây giờ, hoặc là Bee, vân vân, hoặc cả kinh tế truy cập, và kinh tế có rất nhiều các tên gọi khác nhau. Đã. Và ví dụ trong lĩnh vực kết nối giữa các cái mạng ngang hàng với nhau, thì lĩnh vực những cái người cung cấp dịch vụ ở một cái ngang hàng nhau, thì người ta có P2P. Đấy, ví dụ cho vay tiêu dùng nó cũng là một cái, hoặc là các anh chị có một khái niệm P2P khác của Nuskin. Thế thì cái kinh tế chia sẻ nó không chỉ ở trong lĩnh vực gọi xe đâu anh chị ạ, nó trong rất nhiều các lĩnh vực khác. Tôi lấy ví dụ về cái anh chị nghe đến, chắc là có thể ai đó đang nghe đến Airbnb. Airbnb là một cái startup mà kết nối người thuê nhà hay là thuê phòng trọ với những người mà có phòng trọ. Để giả sử anh chị có một cái nhà có 10 cái có 10 phòng, mà anh chị chỉ ở hai ba phòng, anh chị muốn cho thuê 7 phòng còn lại, 7 8 phòng còn lại. Thế thì các anh chị mà làm khách sạn cũng khó cho thuê nhà trọ, thì anh chị không muốn, thì anh chị muốn trang hoàng nó và cho đóng góp cái phòng đấy vào một cái app để anh chị cung cấp cái dịch vụ thông qua cái app đó, cái app Airbnb đó. Đấy, thì người ví dụ tôi đi du lịch đến một địa phương, là đấy ví dụ ra nước ngoài tôi muốn thuê khách sạn thì đắt đỏ, tôi có thể thông qua app này để tôi tìm một cái phòng trọ ở gần chỗ tôi ở định ở nhất. Thì ở Việt Nam cũng có một cái ông Luxstay, là một cái khởi nghiệp ở Việt Nam rồi, nổi tiếng nhất thế giới là Airbnb, đúng không? Rồi nếu như anh chị đặt vấn đề là anh chị ngồi đây mà đang ngồi học này, mà ví dụ điều hòa, tôi lấy ví dụ điều hòa bị hỏng, thì anh chị muốn gọi thợ sửa điều hòa cách bình thường là anh chị lên mạng, anh chị search Google, xong anh chị tìm ra một cái ông thợ nào đấy, anh chị bấm máy lên gọi. Nhưng nếu anh chị đặt ra một câu hỏi là nếu tôi ngồi đây tôi bật một cái ứng dụng lên, tôi quét quanh đây có những ông thợ nào được đánh giá tốt, tôi biết giá cả bao nhiêu dịch cho từng cái dịch vụ đó, thì rõ ràng là cái ứng dụng đấy nó rất là hữu ích. Và những cái ứng dụng mà cung cấp dựa trên định vị của tôi đang ngồi ở đây, thì và có rất nhiều các đơn vị, ví dụ các ông thợ sửa chữa có thể tham gia vào để đóng góp để cung cấp dịch vụ, còn tôi là người tiêu dùng dịch vụ trên đó, thì ứng dụng đó là ứng dụng người ta hay gọi là ứng dụng về kinh tế chia sẻ. Ví dụ như là một chị gái rất muốn làm một cái bộ móng tay như cái hình bên này, và tôi chỉ có bốn ví dụ 450.000, tôi muốn làm một cái bộ móng tay như thế, tôi post lên ảnh lên, thì tất cả các người thợ xung quanh tôi gần
tôi nhất có thể vào chào giá cho tôi, và tôi sẽ chữ lựa chọn ông thợ là người thợ làm móng nào có lành nghề nhất, giá cả hợp lý nhất thì tôi lựa chọn. Như vậy rằng là dựa trên vị trí của người truy cập để mà người ta cung cấp dịch vụ. Đấy là những cái mô hình mới. Thế thì trong cái lĩnh vực du lịch thì là một cái lĩnh vực mà nó dự báo rằng nó còn bùng nổ rất mạnh mẽ trong nhiều năm tới. Ví dụ anh chị hình dung là anh chị đi bất kỳ một cái địa phương nào, anh chị không thể nào là không sử dụng một cái công cụ để tìm kiếm được cái, ví dụ như là đặt vé hay đặt phòng khách sạn vân vân. Rõ ràng là du lịch là một cái mà rất mật thiết. Chúng ta tí nữa chúng ta sẽ thấy là cái giá trị của du lịch trực tuyến so với giá trị của cái việc bán hàng truyền thống, B2C bán lẻ truyền thống nó như thế nào ở phần sau. Và một cái điều mà anh chị thấy rất là gần gũi với chúng ta đấy là cái việc đi chợ hộ trong thời gian vừa qua, đúng không ạ? Những cái mô hình mới cho thương mại tự ra đời nó thúc đẩy cho thương mại tự phát triển. Người người nhà nhà, hầu như các siêu thị nào, các cửa hàng thực phẩm nào cũng có cái chương trình là đi chợ hộ. Thậm chí Zalo thì họ có một cái ứng dụng Zalo Connect. Zalo Connect là chúng ta bật cái app lên, chúng ta tìm quanh đây có những cái cửa hàng nào họ tham gia và họ có thể giao đến tận nhà cho chúng ta những cái thực phẩm thiết yếu. Đấy là những cái mô hình mới, dịch vụ mới ra đời. Thế thì trong lĩnh vực liên quan đến hàng hóa nói chung thì có một cái này thì nó cũng không phải là quá mới mẻ, nhưng nó đối với Việt Nam nó cũng đang là một cái xu hướng, một cái trào lưu. Thứ nhất là cái mô hình về cái gọi là dropshipping. Đấy. Tức là tôi hay nói đùa với mọi người đây là cái mô hình mà người bán là tay không bắt giặc ấy. Đúng không? Thì bạn có thể lập một cái cửa hàng của mình. Cửa hàng này có thể ở trên một cái website riêng, một cái ứng dụng, thậm chí chỉ là một cái gian hàng ở trên các sàn, hoặc là chính là một cái fanpage bất kỳ. Nhưng bạn có những cái đối tượng khách hàng của bạn. Và khi bạn đăng bán một cái sản phẩm thì khách hàng vào mua, thì bạn nhận đơn hàng đó và chuyển đơn hàng đó cho nhà cung cấp. Và trước đó bạn đã phải ký hợp đồng với nhà cung cấp, và nhà cung cấp sẽ trực tiếp giao hàng hóa cho khách hàng. Và như vậy bạn không phải đầu tư cái vốn ban đầu mà chỉ ăn hoa hồng chênh lệch. Cái mô hình tiếp theo là người gọi là private label. Thì gần đây các anh chị cứ hay thấy ở Việt Nam, ở nước ngoài, ở các siêu thị thì đều có một cái nhãn hàng riêng. Nhưng mà hay là ví dụ như chúng ta thấy là bây giờ rất nhiều các cái nhãn hàng, tôi hay nói đùa là kem trộn. Đã. Thì gì ạ? Đặt từ các nhà sản xuất OEM sản xuất ra cái lọ mỹ phẩm chẳng hạn, sau đó thì đặt tên riêng cho mình, xây dựng một cái thương hiệu riêng cho mình, dán nhãn đó và phân phối đến người tiêu dùng. Thì mô hình đấy gọi private label. Và một cái xu hướng nữa trong thương mại điện tử diễn ra gần đây, đấy là mô hình D2C. D2C hay là gọi là direct to consumer, tức là bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, không thông qua những cửa hàng trung gian. Thì bây giờ có một cái xu hướng là ví dụ như anh chị đi ra một cái cửa hàng, ví dụ như một tôi lấy ví dụ một cửa hàng giày Adidas hoặc Nike chẳng hạn. Anh chị ra đó, anh chị xem một cái sản phẩm, sau đó anh chị lên mạng, anh chị mới đặt mua, và cái người ta sẽ giao từ trực tiếp từ cái nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Và hiện nay thì những cái ông lớn trong mà bán lẻ truyền thống ấy, thì đang có xu hướng chuyển dịch sang mô hình D2C. Ví dụ như Nike hoặc là thậm chí gần đây Samsung cũng đang nghiên cứu để chuyển đổi. Rất nhiều các cái anh chị có lên mạng có thể search được rất nhiều các công ty lớn chuyển đổi cái mô hình từ bán lẻ qua hệ thống phân phối, kênh phân phối trung gian thì qua mô hình D2C. Đấy, bạn tức là trực tiếp đến người tiêu dùng. Cái mô hình mới nữa mà chắc là gắn với các anh chị hiện nay, các hôm nay thì anh chị sẽ hiểu rõ một cái khái niệm, đấy là affiliate marketing hay là mô hình tiếp thị liên kết. Tiếp thị liên kết, cái bản chất thì tiếp thị liên kết nó đơn giản này, anh chị lấy hình dung là bây giờ ấy, ở ngoài đời các anh chị đi mua một cái nhà, mua một cái căn chung cư, thì anh chị thông qua một cái đơn vị là môi giới. Thì thay vì môi giới đó thì tức là anh chị tìm kiếm được thông tin, môi giới sẽ dẫn anh chị đến gặp chủ đầu tư. Và khi anh chị xem nhà xong, nếu mua được nhà thì chủ đầu tư sẽ trả hoa hồng cho cái người môi giới đó.
thì cái môi giới đó ở trên môi trường mạng nó chính là những cái người ta gọi là những người làm tiếp thị liên kết, và trong trường hợp này là những người chúng tôi gọi là publisher, tiếng Anh nó là publisher đấy. Thế thì ví dụ thay vì anh chị giới thiệu trực tiếp khách hàng, gọi là gặp mặt trực tiếp, thì anh chị có thể lập ra rất nhiều các website tư vấn tiêu dùng, website để so sánh giá, hoặc là đăng những cái bài trên Facebook, trên YouTube, trên các diễn đàn vân vân. Đấy. Thế thì trên những cái website đó, anh chị ví dụ như anh chị giới thiệu là về tư vấn về, ví dụ tôi muốn mua một cái máy giặt, nên nó bảo tư vấn là xem máy giặt Electrolux hay là LG cái nào hiệu quả hơn, ví dụ thế, hoặc là nên mua loại nào. Thế thì anh chị khi người ta vào, anh chị mới đưa một cái đường link cái sản phẩm vào đó, chính là anh chị đang giới thiệu cái sản phẩm đó đến đến người bán. Thế thì anh chị nhìn trên mô hình này, từ khi khách hàng người ta truy cập vào một cái kênh nào đấy, ví dụ như là một cái bài đăng giới thiệu về sản phẩm trên Facebook, trên YouTube vân vân, và dẫn chúng ta đến người bán hàng. Người bán hàng ở đây có thể là các sàn thương mại điện tử, các nhãn hàng, các nhà phân phối. Và khi chúng ta bấm vào đây, bản chất chúng ta đã được môi giới dẫn dụ chúng ta đến người bán hàng. Và khi người bán hàng khi dẫn như vậy thì có một ông đứng giữa, ông sẽ ghi nhận cái việc là thông qua cái người môi giới này mà dẫn đến được cái bên đơn vị này, và trong vòng thông thường trong vòng một tháng mà ông này ông bán được hàng thì ông này ông phải trả một cái hoa hồng cho người môi giới này. Đấy. Và như vậy chúng nếu mà những người bán hàng nhỏ lẻ mà không có vốn, thông thường thì chúng ta đóng vai trò là publisher, chúng ta đi giới thiệu bạn bè cái đường link. Khi mà bạn bè chúng ta bấm vào cái đường link đó để đến mua hàng thì cái ông mua hàng đó phải trả một cái hoa hồng cho chúng ta thông qua một cái mạng lưới gọi là mạng lưới affiliate network. Thì ở Việt Nam có những ông như Upshot Trade, CV, Massoffer, vân vân. Những ông này là những ông mà cung cấp cái dịch vụ của affiliate marketing. Đấy. Thì cái đơn vị ví dụ như anh chị Nuskin thì còn đóng vai trò một cái nhà phân phối ở bên này. Thì chúng ta phải đóng vai trò là những cái publisher, đúng không? Chúng ta viết những bài giới thiệu về sản phẩm, đưa những cái đường link về sản phẩm đó ra để cho bạn bè chúng ta mua sản phẩm. Đấy, một trong những cái mô hình mới nữa trong thương mại điện tử gần đây đấy chính là bán hàng theo hình thức livestream thì chắc anh chị biết rồi. Thì tôi muốn giới thiệu với anh chị một cái mô hình mới nữa, đấy là khi mà gọi là quảng cáo tiếp thị cái sản phẩm đến người tiêu dùng, thì thông qua những cái người nổi tiếng hay những người mà có cái tiếng nói trong cộng đồng, thì người ta gọi là các KOL hay là Key Opinion Leader. Thì là những người này, ví dụ như là anh chị thấy là những cái diễn viên, những cái người nói chung hoạt động trên showbiz, ca sĩ vân vân, thì họ thông thường họ sẽ được các nhãn hàng thuê họ lên nói tốt về cái sản phẩm đó, để cho anh chị có rất nhiều cái lượng, mà lượng follow rất là nhiều, cái lượng follow trên các anh chị trên mạng xã hội, và những lượng follow đó sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của cái nhãn hàng đó. Tuy nhiên thì người tiêu dùng bây giờ người ta trở lên là thông thái hơn rất là nhiều, người ta cũng không nghe nhiều những cái những người nổi tiếng nói, cứ nói gì là mua, đúng không ạ? Các anh chị rõ ràng thấy thế. Và bây giờ chính các anh chị mới chính là những cái người mà đi truyền đạt được cái sản phẩm đấy đến những người khác một cách chân thực nhất, đấy là cái khái niệm KOC hay là Key Opinion Consumer. Thì các anh chị, nhiều anh chị qua buổi hôm nay mình nghĩ hóa ra mình là KOC, đúng không? Tôi lấy ví dụ, anh chị thích nấu ăn, anh chị tự hàng ngày anh chị đi mua những cái sản phẩm về, anh chị xào nấu, anh chị làm những món ăn, xong anh chị review là ví dụ nguyên liệu này thì tốt để nên mua ở đây, nhưng nên mua những cái loại là nguyên liệu nào vân vân. Thì khi anh chị review thực tế mà những cái sản phẩm anh chị sử dụng thì cái tính chân thật nó rất là cao. Và vì anh chị, mặc dù anh chị có ít follow như thế, nhưng anh chị sẽ rất là, thường là các nhà hàng không thuê anh chị, mà thông thường là ví dụ anh chị khi anh chị đăng một cái sản phẩm lên, ví dụ một món ăn lên, thì anh chị giới thiệu các cái sản phẩm bên dưới của các nhà phân phối, thì khi người xem, ví dụ tôi là người xem, tôi vào tôi xem cái bài đấy hay, tôi muốn mua cái nguyên liệu hoặc là cái thiết bị làm bánh chẳng hạn, thì tôi bấm vào tôi mua, thì lúc đấy anh chị chính là những người được gì ạ, những người mà đang làm tiếp thị liên kết để giới thiệu
sản phẩm tôi đến mua của một cái nhà phân phối nào đó và anh chị được hưởng hoa hồng. Và bản thân các anh chị có thể đã từng làm nhưng mà mình chưa nhận được cái hoa hồng nào về đóng vai là KOC, và hy vọng là hôm nay anh chị có thêm một cái khái niệm mới. Đấy. Là khách hàng là những người có ý kiến, có những đánh giá về chân thực nhất về sản phẩm, chứ không phải là những người nổi tiếng. Và bây giờ là đây đang là một cái xu hướng mới. Và trong thời gian tới thì có bốn cái xu hướng chính trong thương mại điện tử là sẽ bùng nổ và phát triển lâu dài. Thứ nhất là video marketing. Người ta nói rằng là một cái khi anh chị vào xem một cái sản phẩm, anh chị cứ tình dung anh chị lên các sàn rất nhiều trong bao la các sản phẩm như vậy. Cái sản phẩm anh chị quan tâm ấy, thì anh chị người ta nói rằng là khả năng mà xem video của sản phẩm thì cao hơn gấp 4 lần xem mô tả sản phẩm. Nếu vào sản phẩm mà nhìn thấy cái video, chắc khả năng anh chị sẽ bấm vào cao hơn. Và 73% người tiêu dùng cho rằng là khi họ có khả năng mua sản phẩm sau khi họ xem video. Đấy. Và 52% người mua hàng xem video sản phẩm thì giúp họ tin tưởng hơn vào sản phẩm đó và quyết định, dẫn đến quyết định mua hàng. Đấy. Nên là cái xu hướng video marketing là xu hướng rất phổ biến. Đó. Anh chị sẽ thấy là hầu hết là bây giờ các sàn lớn đều support cho cái việc là đăng bán sản phẩm kèm theo video. Đó. Rồi xu hướng thứ hai đấy là voice marketing, tức là anh chị bây giờ thấy rất nhiều các ứng dụng có các cái trợ lý ảo hiện đại, bấm lên gọi điện, thậm chí bấm lên sẽ gọi hỏi ví dụ mua cái sản phẩm này ở đâu, sản phẩm kia ở đâu, hoặc đặt cái nọ là cái kia. Thậm chí là các ứng dụng thông minh nó đã giúp chúng ta như Siri, như là của Google cũng có những cái AI thiết bị để cho chúng ta bật cái thiết bị điện thoại lên, có thể đã đặt được qua giọng nói rồi. Đấy. Và cái xu hướng mà vẫn còn tiếp diễn hiện nay đang xảy ra và cũng đang tương đối phổ biến, đấy là bán hàng qua các mạng xã hội. Tuy nhiên là các mạng xã hội hiện nay ấy, ở một số quốc gia ở Việt Nam thì có là chưa được support, nhưng ở một số quốc gia ví dụ Facebook hay là Instagram họ đã cho phép là bán hàng trực tiếp trên đó, có hẳn đặt hàng, có hẳn tích hợp công cụ thanh toán trên đó. Đấy, là tức là thay vì chỉ việc như hiện nay chúng ta chỉ đăng tải cái sản phẩm lên thôi, thì ở một số thị trường nó đã cho phép chúng ta đặt mua sản phẩm trên đó như là chúng ta đặt mua trên các sàn khác. Và cái xu hướng thứ tư đấy là xu hướng mà gọi là sử dụng cái thực tại ảo hay là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vân vân để mô phỏng những cái sản phẩm 3D. Ví dụ ở đây ở Việt Nam tôi đã biết một số cái sản phẩm là đã cho phép chúng ta mua một cái ngôi nhà chẳng hạn, đi xem một ngôi nhà bằng 3D, chúng ta đã xem được từng ngóc ngách của căn phòng, hay là xem từng một cái ví dụ như là cái đồ nội thất, cái ghế, cái bàn, chúng ta có thể xoay tất cả các góc cạnh để chúng ta nhìn sản phẩm từ xa để quyết định mua hàng. Đấy, thì gần đây nhất thì anh chị đã nghe thấy đến một cái khái niệm cái việc chuyển đổi công ty Facebook đã chuyển đổi, giờ Facebook đã chuyển đổi thành Meta, đúng không? Và họ đang xu hướng họ xây dựng, hướng đến là xây dựng một cái khái niệm mới gọi là Metaverse, hay là một cái vũ trụ ảo, cái nơi mà cái thế giới vật lý được kết nối với cái thế giới kỹ thuật số. Anh chị hình dung là bây giờ anh chị là một con người thật, khi anh chị đeo kính vào, anh chị lại có một cái nhân vật ảo của anh chị, một cái avatar của anh chị, và anh chị lại sinh hoạt trong một cái thế giới ảo đó. Nó như là anh chị đang sinh hoạt ngoài đời thật. Anh chị có thể sử dụng qua các thiết bị đó để ví dụ như là thậm chí người ta nói là anh chị có thể đi mua đồ này, đi thử quần áo này, vân vân, ở trên môi trường đó anh chị giống như là ở ngoài đời thực. Hay người ta nói đấy là chính là phiên bản 3D của internet hiện tại. Đấy. Thì đấy là những cái xu hướng công nghệ trong thời gian tới mà anh chị nhìn thấy ở Việt Nam thì cũng sẽ tiếp cận khá nhanh nữa. Đấy là về những cái mô hình mới trong thương mại điện tử. Cái thứ hai về hạ tầng trong thương mại điện tử thì người ta nói rằng là theo cái thống kê, theo cái nghiên cứu của Stewart Logistics này, thì là 38% khách hàng là mong đợi cửa hàng là có giải pháp giao hàng trong ngày. Và 72% khách hàng người ta nói rằng người ta sẽ mua nhiều hơn nếu được giao hàng trong ngày. Cái video cái trước thì anh chị nhìn thấy là người ta xu hướng người ta mua nhiều hơn nếu được xem được video. Thì trong cái này thì anh chị thấy rằng người ta nói rằng là giao hàng là một cái
Đây đây là một trận chiến đối với thương mại điện tử cực kỳ khốc liệt. Thế giới di động đã có chương trình giao hàng đổi hàng trong vòng một giờ. FPT Shop cũng có triển khai giao trong một giờ. Tiki thì có Tiki Now giao hàng 2 giờ. Sendor kết hợp với Grab giao hàng 3 giờ. Shopee giao hàng miễn phí trong 4 giờ. Và Lazada có giao hàng trong ngày ở một số địa phương. Và như vậy chúng ta thấy là bây giờ cuộc chiến logistics trong thương mại tử nó khốc liệt. Tại vì anh chị hình dung là một cái sản phẩm, ví dụ 100-200 ngàn mà bỏ ra 20 ngàn để trả hay 30 ngàn để trả cho là cái tiền ship, là cái tâm lý người tiêu dùng e ngại. Thì những ông lớn thương mại tử họ support cho cái việc miễn phí giao hàng như vậy, nó thúc đẩy thương mại tử phát triển. Và gần đây anh chị có thể nhìn thấy hình ảnh người người nhà nhà, theo tôi nói cái những công ty logistics lớn đã đầu tư vào những cái trung tâm gọi là trung tâm chia chọn hoàn toàn tự động, dựa trên ví dụ mã vạch, mã QR code để các sản phẩm chạy tới đâu nó phân luồng theo nhóm ngành, rồi theo khu vực, theo địa ở phận giao hàng, bộ phận giao hàng vân vân. Một gần như là không có, rất ít người vận hành ở những trung tâm này, thì hầu hết bây giờ từ Viettel Post, VN Post hay kể cả Tiki, Lazada, những cái sàn lớn đều có, đều đang đầu tư cho những trung tâm chia chọn này. Còn những cái giao hàng chặng cuối nó cũng là một cái vấn đề. Giao hàng chặng cuối là giao hàng từ người bán đến người mua ấy. Còn giao hàng logistics nói chung nó có thể giao hàng đường dài. Thì ở đây chúng ta thấy rằng rất nhiều cái ứng dụng bây giờ anh chị nhìn đâu cũng thấy, đúng không? Từ Grab, từ JNT, từ VN Post, Viettel Post vân vân, giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm vân vân. Thì mọc lên rất là nhiều những ứng dụng hỗ trợ chúng ta giao hàng đấy, và giao hàng trong ngày, thậm chí chỉ trong vài giờ, vài phút, vài chục phút. Và những ứng dụng đặc biệt là gần đây thì anh chị thấy những ứng dụng gọi đồ ăn, đúng không? Như là Bemin, như là Gojek, hay là Now, Shopee Food ấy, hay là Grab Food vân vân, thì đang rất bùng nổ trong những năm qua. Và trong bối cảnh dịch bệnh này, chúng ta đặt đồ ăn thì đa phần là cũng qua những cái ứng dụng giao hàng này. Đấy là về về hạ tầng logistics. Về hạ tầng về cho thanh toán trong thương mại điện tử thì chúng ta thấy rằng trong thương mại điện tử thì chúng ta có rất nhiều phương thức thanh toán, như thanh toán COD, thanh toán qua ví điện tử, thanh toán qua cổng, thanh toán trực tuyến, hay là qua các ứng dụng của các ngân hàng. Và gần đây chúng ta thấy rất nhiều cái thanh toán qua những cái công ty fintech, ví dụ thanh toán qua QR code, đúng không? Thì gần đây thì anh chị rất nhiều thấy các ví điện tử ở Việt Nam nó cứ thế nào mà có chữ PayPay, đúng không? GPay này, VNPay, Momo, rồi ECPay, NextPay, vân vân, những cái đây là những cái ví điện tử. Đấy, rất nhiều cái ứng dụng trong lĩnh vực thanh toán hỗ trợ cho việc thanh toán nhanh hơn. Và có một cái khái niệm mới tôi nghĩ là một số anh chị có thể biết rồi, nhưng một số anh chị chưa, đấy là Việt Nam đã sắp chuẩn bị cho phép thử nghiệm, đấy là mobile money. Mobile money đơn giản là anh chị có một cái điện thoại, có một cái SIM, thì anh chị sẽ đăng ký được một cái tài khoản khác, đấy là tài khoản mobile money. Cái tiền ở trong cái tiền mà tài khoản viễn thông nó tách biệt với tài khoản mobile money, anh chị có thể nạp tiền vào. Nhưng nó khác biệt với những cái ví điện tử là anh chị chỉ được giao dịch nó 10 triệu trong một ngày thôi. Nhưng mà nó lại thì anh chị không cần phải tài khoản ngân hàng. Đấy. Nó rất thích hợp dùng ở những cái đặc biệt những vùng sâu vùng xa, những cái dịch vụ gì mà chúng ta chỉ cần không có internet chúng ta vẫn mua được, ví dụ thanh toán qua SMS. Đấy, ví dụ ở vùng nông thôn hoàn toàn có thể thanh toán được qua mobile money. Đấy, thay vì bây giờ chúng ta ví điện tử là chúng ta phải có tài khoản ngân hàng để kết nối, thì cái mobile money nó không cần đến tài khoản ngân hàng. Thì cái cuộc đua để cho thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam, đấy là cái công cuộc gọi là cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Thì chúng ta thấy 2019 tôi có nói rồi, đây rồi Lotte hay Vui Vui của thế giới rượu đều đóng cửa. Thì Robbins của Central Group, rồi là Leflay thì đóng cửa. Tuy nhiên thì Viettel ra mắt là MyGo vỏ sò, vân vân. Và Amazon đã chính thức đặt chân vào Việt Nam. Và Tiki và Sendor 2019 họ cũng có nhu cầu là sáp nhập với nhau thành, hay nói đùa là công ty tỷ đô. Nhưng mà tuy nhiên là bây giờ thì phi vụ này chưa thành công. Thì Việt Nam chúng ta đang có khoảng độ gần 97 triệu dân, và trong đó có 70,3% là người dùng internet
và trong đó thì có 72 triệu người là sử dụng các mạng truyền thông xã hội. Đấy. Và cái mạng xã hội phổ biến nhất của Việt Nam bây giờ người ta đang dùng đó là YouTube và Facebook. Và trong cái lĩnh vực chi tiêu cho thương mại điện tử, tôi nói thêm đấy là mỗi người trong chúng ta bây giờ thì chúng ta có xu hướng là kết nối từ thiết bị di động, và mỗi người trong chúng ta theo nghiên cứu là có hơn 1,5 thiết bị kết nối di động. Ví dụ chúng ta có máy tính bảng, chúng ta có điện thoại hoặc một hoặc vài cái điện thoại. Thì trong cái lĩnh vực các anh chị nhìn thấy, lĩnh vực du lịch trực tuyến là cái lĩnh vực mà có doanh thu nó còn cao hơn rất nhiều lĩnh vực như thời trang, gấp mấy lần lĩnh vực thời trang hay là bán đồ điện tử. Đấy, người tiêu dùng chi tiêu cho du lịch trực tuyến trong năm 2020 là hơn 3 tỷ đô la. Trong khi đó lĩnh vực thời trang hay là đồ điện tử chỉ hơn 1 tỷ đô la thôi. Đấy, chúng ta thấy rằng du lịch trực tuyến cũng là một cái xu hướng phát triển rất mạnh trong thời gian tới. Nhất là sau khi mà hết giãn cách thì tôi nghĩ là cái nhu cầu đi du lịch cũng, đặc biệt là chỉ đầu tiên là đi lại. Trong du lịch trực tuyến thì anh chị nhớ này, nó có bán vé máy bay này, bán các loại vé máy bay, tàu hỏa, ô tô vân vân. Còn thứ hai là có thể đặt phòng trực tuyến, và thứ ba là tour du lịch, nên là nó có rất nhiều cái lĩnh vực, chứ không chỉ du lịch trực tuyến thì chúng lại không có cả vé máy bay anh chị. Thế thì ở Việt Nam có một cái đặc biệt anh chị nên lưu ý cái này khi mà anh chị tham gia vào kinh doanh trực tuyến. Thế là mỗi người trong chúng ta dùng tiêu thường là khoảng dành 3 đến 5 tiếng mỗi ngày để online, để online mua sắm ấy. Và cái thời gian phổ biến nhất các anh chị đấy là mua sắm từ cái, trong cái thời gian từ 20 đến 24 giờ hàng ngày. Nếu các anh chị để ý một cái vấn đề là anh chị rất hay gặp nhưng nhiều khi chị không để ý, đấy là sau 20 giờ là mọi người thường là đi làm về và dành thời gian rảnh sau khi ăn uống cơm nước con cái xong, nó bắt đầu ngồi xem livestream chẳng hạn. Nên là các nhiều người livestream người ta hay chọn từ khung giờ từ 8 rưỡi đến khoảng 9 giờ, 9 rưỡi là cái thời điểm mà nhiều người xem nhất. Anh chị mà livestream vào 5, 6 giờ chiều thì đảm bảo chắc chả có người xem. Vì giờ đấy người ta còn đi trên đường, đúng không? Và khi mua hàng trực tuyến thì người ta 90% là tìm kiếm trên công cụ search, còn 43% là hỏi trực tiếp bạn bè, người thân xem là mua cái này ở đâu, cái kia ở đâu. Và khi đặt mua một cái món hàng trên mạng thì 63% là chọn website do bạn bè người thân giới thiệu. Ví dụ như là bảo tôi muốn mua cái này thì nên mua ở website nào, thì bạn bè bản thân giới thiệu thì chúng ta sẽ chọn cái website đó để mua. Đấy. Anh chị thấy xu hướng là dùng video để xem sản phẩm hay là xem live stream vân vân, thì cũng cái thời gian nó từ 8 giờ đến từ 8 giờ tối trở đi. Đấy. Và cái nhóm top 3 cái nhóm mặt hàng được mua nhiều nhất đấy là nhóm thực phẩm chức năng làm đẹp, chăm sóc sức khỏe là đối với ở trên các sàn. Đấy. Và cái giá trị mua ở trên sàn thường nó nhỏ, phổ biến nhất là từ dưới 200.000, và từ 200.000 đến 500.000 là được mua nhiều nhất. Nhưng đối với các website của các doanh nghiệp thì cái mặt hàng được mua nhiều nhất là nhóm đồ điện tử, nhóm thứ hai mới là nhóm thực phẩm chức năng làm đẹp. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu khi chúng ta có nhu cầu mua thực phẩm chức năng làm đẹp vân vân thì thông thường chúng ta lên các sàn. Còn nếu mà chúng ta mua một cái nhóm mặt đồ điện tử thường là vào trực tiếp các website của các doanh nghiệp bán đồ điện máy để chúng ta xem. Và cái giá trị của cái phổ biến thì nó lại là ở cái mức cao hơn một chút so với ở trên sàn. Và thương mại điện tử trong những năm qua thì có tốc độ Việt Nam thì có tốc độ phát triển khá nhanh. Trước đây chúng tôi chỉ dự báo là tốc độ phát triển khoảng 20% năm trong lĩnh vực bán lẻ. Nhưng gần đây thì chúng ta thấy thực tế là thương mại điện tử Việt Nam có tốc độ tăng trưởng từ 25 đến 30% một năm. Đấy, nếu không bị bối cảnh dịch bệnh thì chúng ta có tốc độ còn nhanh hơn nữa. Và theo thống kê của Google và Temasek thì nền kinh tế Internet Việt Nam nó gồm thương mại điện tử này, vận tải, du lịch trực tuyến và quảng cáo trực tuyến ấy, có 4 cái nhóm. Thì kinh tế Internet Việt Nam là có một cái nền kinh tế có tốc độ phát triển nhất ở Đông Nam Á với tăng trưởng là hai con số, tức là tăng trưởng khoảng 16,7% so với 2019. Về giá trị thì chúng ta chỉ đứng thứ 3 sau Indonesia, sau Thái Lan, nhưng về tốc độ thì chúng ta nhanh hơn. Đấy, về giá trị thực tế thì chúng ta nhỏ hơn. Và dự báo đến 2025 theo dự báo của Google thì nền kinh tế Internet Việt Nam đạt khoảng 52 tỷ đô la. Đấy, thế thì anh chị đặt ra câu hỏi là thương mại điện tử Việt Nam nó có từ lĩnh vực hạ tầng cho thương mại điện tử như vận chuyển, giao nhận, thanh toán, logistics, những mô hình mới ra đời
có rất nhiều những mô hình mới ra đời, thì cái cơ hội nào cho các anh chị để tham gia vào thị trường kinh doanh trực tuyến? Thì có rất nhiều những cái công cụ, những cách thức để anh chị có thể khởi nghiệp tại nhà. Thứ nhất là cái mô hình mà affiliate marketing tôi cũng nói rồi, anh chị có thể tham gia vào các website về affiliate marketing, anh chị làm publisher, anh chị thể làm, anh chị là một người ví dụ đam mê một cái lĩnh vực nào đó, anh chị thể viết bài tư vấn, ví dụ như tôi là một ông thợ về máy lạnh, tôi phải tư vấn về mua máy lạnh, trong đó tôi gửi các đường link để mà giới thiệu về các sản phẩm đấy bán ở trên các website nào, các sàn nào, và người tiêu dùng khi người ta tìm đến website của tôi, người ta bấm vào đấy chứng là người ta đang mắc câu, đúng không? Thì lúc đấy là tôi sẽ ung dung tôi ngồi tôi được hưởng cái hoa hồng nếu như mà cái người tiêu dùng đó mua hàng trên các website kia. Rồi là mô hình drop shipping tôi cũng nói rồi, đúng không? Anh chị chỉ cần kết hợp được với các cái nhà phân phối, anh chị có thể kiếm hoa hồng từ cái việc người ta đặt hàng và anh chị chuyển đơn hàng đó chỉ cho nhà phân phối để giao hàng. Anh chị cũng có thể chọn một cái mặt hàng ngách nào đấy để anh chị bán hàng trên sàn. Anh chị khởi nghiệp lưu ý, không bao giờ chúng ta chọn, gọi là tôi cứ nói là táo hỏa các mặt hàng, chúng ta chỉ chọn vài mặt hàng mà chúng ta có mặt hàng ngách nào đấy, mặt hàng nào, hoặc thậm chí có những cái người tôi biết là người ta chỉ chọn như này, chọn bán hàng theo trào lưu, bán trên các sàn nhưng bán theo trào lưu. Ví dụ như đợt vừa rồi các anh chị thấy trẻ con nó hay chơi cái trò chơi puppet, có mua cái bảng nhựa cao su bấm 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 hình quả bóng ấy, puppet, đúng không? Thì có rất nhiều người ta chỉ nhập một lô đấy về, người ta bán xong người ta lại chờ một cái xu hướng mới, lại ra một cái lô hàng mới, lại bán trên sàn hết mặt hàng này, cứ gọi là mặt hàng hot, bán theo trào lưu. Có rất nhiều người làm giàu được chỉ vì bán một mặt hàng, bán theo đúng trào lưu, xã hội nó đang cần cái gì tôi bán đúng như đấy, bán xong tôi lại chuyển sang mặt hàng khác. Thì cái đấy anh chị phải tìm hiểu được thị trường. Thông thường ấy, tôi thấy có một cái trào lưu rất điển hình ở Việt Nam, rất hay học ở thị trường Trung Quốc, thường là trào lưu trên đó diễn ra trước thì bên này diễn ra sau. Nên là những cái mà anh chị làm là chỉ kinh doanh mặt hàng đơn thuần, một vài mặt hàng, anh chị có thể bán qua Facebook, bán qua các sàn, vân vân. Thứ hai là cái thứ tư đấy là anh chị có thể bán các thiết kế của mình. Đấy, anh chị có thể làm ra những cái thiết kế, ví dụ như anh chị chuyên gia đồ họa, anh chị có thể thiết kế đồ họa để bán ra, bán cho các cái mẫu các thiết kế của mình. Rồi anh chị có thể làm những cái gọi là hàng handmade để bán. Thì anh chị tất nhiên là anh chị có thể bán trên rất nhiều kênh, Facebook, trên sàn, trên website. Và cái thứ sáu đấy là anh chị có thể tham gia vào các website, các cái ứng dụng gọi là freelancer, ứng dụng mà cho phép chúng ta làm những cái công việc thời vụ, ví dụ như dịch thuật. Đấy, tôi lấy ví dụ như việc dịch thuật chẳng hạn, ví dụ như việc chụp ảnh thuê chẳng hạn, việc viết một cái content hoặc làm một cái video, làm một cái chiến dịch marketing cho một cái đơn vị nào đấy, vân vân. Rồi cái tiếp, ngoài cái freelancer thì anh chị có thể tự bán các khóa học online, đúng không? Giả sử như tôi am hiểu về pháp luật, tôi chuyên làm một cái chuyên đề, tôi bán toàn những cái khóa học về chuyên đề pháp luật thương mại tử chẳng hạn. Thì anh chị là người hiểu biết về một lĩnh vực nào đấy, ví dụ anh chị là một, thậm chí chỉ đam mê một lĩnh vực thôi, anh chị có thể làm rất nhiều cái video, anh chị bán các khóa học, anh chị bán, hoặc là các thầy cô có thể dạy trực tuyến để kiếm thêm thu nhập, đúng không? Thì anh chị có thể bán qua chính website anh chị lập ra, anh chị có bán qua những cái sàn như là Unica, Edumon hay Kina, vân vân. Có rất nhiều các sàn về khóa học trực tuyến, anh chị có thể đóng góp cái bài giảng của mình lên trên đó để bán. Đấy. Tôi biết nhiều sàn ấy là có những người thu nhập được cả tiền tỷ qua những cái sàn đó, những cái thời điểm thịnh vượng. Đấy. Nên là bán khóa học cũng là một cái trào lưu, nhất là bởi bối cảnh bây giờ người ta bắt đầu có hình thành thói quen học trực tuyến. Rồi anh chị có thể viết các blog, ngoài dạy các lớp ở nhà, dạy trên các sàn thì anh chị có thể viết các blog. Từ các blog đó thì anh chị quảng bá sản phẩm dịch vụ của mình, hoặc là áp dụng tiếp thị liên kết, hoặc là nếu mà blog anh chị được nhiều người truy cập, anh chị có thể đặt quảng cáo cho đối tác, đặt banner để anh thu nhập. Rồi nội dung anh chị, ví dụ anh chị là người thích xây dịch, thích đi tour du lịch, đi du lịch, anh chị đi khắp nơi, mỗi nơi anh chị viết một bài. Và khi người ta truy cập, người ta xem, người ta tìm hiểu nhiều về du lịch thì anh chị có thể cho các công ty du lịch đặt quảng cáo, vân vân. Anh chị có thể
tạo ra những cái kênh YouTube, đúng không? Gần đây chị nhìn thấy là ví dụ như là các vlogger, rồi là ví dụ như bà Tân Vlog hay là rất rất nhiều đấy, đúng không? Thì người ta có thể kiếm rất nhiều tiền từ các cái tạo ra được những cái kênh YouTube như vậy. Nhưng vấn đề ấy, cái làm chơi ban đầu ấy thì là dễ, nhưng làm phải làm chuyên nghiệp để ra được về nội dung để bán được để, thì là anh chị cần phải tham gia vào phải có nội dung chuyên nghiệp. Tiếp theo đấy là về đặc biệt với mô hình gần đây là mô hình các đơn vị họ kết nối với các cái nhà phân phối để tuyển cộng tác viên. Ví dụ anh chị là một cái người thợ về một hoặc là một chuyên gia bất động sản, anh chị đi bán nhà, nhưng anh chị thì có thể kết hợp với cả chuỗi bán lẻ để mình bán cộng tác viên, bán đồ điện điện tử để cho những cái ngôi nhà mới người ta mua, hoặc là bên nội thất đấy. Hoặc là anh chị có tiền thì anh chị có thể tham gia các kênh đầu tư. Tuy nhiên là đầu tư thì anh chị phải là một có am hiểu thì mới nên đầu tư, chứ không nghe bây giờ rất nhiều trên các website nó dụ anh chị là gì không bỏ vốn ra mà lại đầu tư tiền ảo vân vân ấy. Là lúc đó, lúc bình thường thì lúc mới đầu bao giờ dụ chúng ta bao giờ mới vào thì cũng có thể thắng, cũng có thể nhìn thấy tài khoản nó nhảy múa, nhưng mà thực tế rằng là có khi họ điều khiển đằng sau được hết đấy, anh chị rất dễ bị dụ. Và tôi nghĩ rằng là khi mà đã đầu tư thì phải có kiến thức chuyên môn thì chúng ta mới nên đầu tư, chứ còn không phải đầu tư theo nghe theo người nọ người kia đấy. Hoặc là chúng ta có thể tham gia những cái giới thiệu những bạn bè để ứng dụng. Ví dụ như là tôi thấy một số cái ứng dụng của ngân hàng, ứng dụng của các công ty tài chính, họ cho ví dụ như tặng 50.000 nếu anh chị giới thiệu thêm một bạn bè mới, thì đấy là những cách để kiếm tiền tại nhà thôi chứ không phải khởi nghiệp đấy. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng có khoảng đến hàng chục cái phương thức khác nhau để chúng ta kiếm tiền, để chúng ta khởi nghiệp đấy. Đầu tiên chúng ta kiếm tiền được đã rồi nghĩ đến khởi nghiệp một cái bước dài hơn. Thế thì khi mà kinh doanh, tôi hướng đến kinh doanh sản phẩm nhé, thì anh chị phải lưu ý những gì? Khi anh chị đang bán offline, anh chị chuyển đến online, thì những cái gì là anh chị cần lưu ý? Cái thứ nhất, khi anh chị đăng một cái sản phẩm lên, anh chị đang bán sản phẩm, thì cái tiêu đề sản phẩm nó rất quan trọng. Nó giúp cho người tiêu dùng tìm kiếm được cái sản phẩm của anh chị nó dễ hơn. Kể cả anh chị đang bán trên các sàn giữa bạt ngàn các cái sản phẩm, thì trên một cái sản phẩm anh chị nên lưu ý là nó phải có thương hiệu sản phẩm, phải có thông sản phẩm và thông số kỹ thuật, và có mô tả sản phẩm. Ví dụ tôi quan tâm đến mua một cái ô tô, không bao giờ tôi đi search là mua ví dụ như là ô tô Toyota ở đâu hay là ô tô Toyota gì. Tôi sẽ phải sản ví dụ tôi sẽ phải tìm là ví dụ mua ô tô Camry đời bao nhiêu, hay là tôi mua là ví dụ như là Vios đời bao nhiêu, hay là màu sắc nó như thế nào. Thì anh chị lưu ý cái sản phẩm nó phải nói rõ tên thương hiệu sản phẩm hoặc mô tả sản phẩm. Và anh chị muốn thu hút người ta hơn thì như tôi nói, anh chị nên có hình ảnh video một cách chuyên nghiệp và mô tả làm sao nó chân thực nhất cho khách hàng. Và cách đơn giản nhất, cái hình anh chị nhìn bên này là chúng ta đi sau, thì cách đơn giản nhất chúng ta biết đứng trên vai người khổng lồ, đấy là cách đơn giản nhất. Đứng trên vai người khổng lồ như nào? Ví dụ anh chị bán điện máy, anh chị cứ vào ví dụ như Thế Giới Di Động, FPT Shop, nó đăng bán sản phẩm như nào, nó đăng chuyên nghiệp như nào, chúng ta học cách nó đăng thôi, đúng không? Chúng ta bán trên sàn, chúng ta xem trên sàn những ông nào ông đăng bán mà cái lượng người mua nhiều nhất, thì chúng ta biết chắc chắn là nó phải có thu hút. Thì cách đầu tiên chúng ta học chính là những người đi trước, đứng trên vai những người khổng lồ. Người ta biết cách người ta đăng một cái sản phẩm, đăng một cái video, đăng các góc cạnh của sản phẩm như nào. Có rất nhiều quy tắc trên mạng anh chị search được khi đăng sản phẩm. Thứ hai là anh chị phải, khi mà anh chị bán hàng, anh chị phải biết tạo niềm tin cho người tiêu dùng, đúng không? Tạo kích thích cho người tiêu dùng mua hàng trực tuyến. Ví dụ như là nhìn vào là ngày nào cũng thấy tôi bán được đơn nọ đơn kia, ngày nào tôi thấy là nhà thiết kế được cái nội thất cho nhà anh chị này, dự án này, ngày mai lại dự án kia. Thế người ta bảo đơn vị này chắc là uy tín lắm, nên là nhiều người ta mua, người ta đặt hàng. Rồi cái review, đúng không? Cái review rất quan trọng. Khách hàng đánh giá về chúng ta rất quan trọng. Đấy. Review, bây giờ trong cái thế giới số này chúng ta không giấu được cái review, chúng ta phải chân thực, chúng ta không phải fake review, đúng không ạ?
không thể tạo ra ngụy biện những cái review được, làm sao để cho chính khách hàng là người sử dụng dịch vụ chúng ta đánh giá tốt của chúng ta một cách chân thực nhất. Và chúng ta có thể thể hiện sự cầu thị bằng cách gì ạ? Kêu gọi người mua hàng xong ủng hộ chúng ta, và chúng ta tặng cái voucher, nếu anh chị vào đánh giá tôi tốt, nếu mà sử dụng tốt và đánh giá tốt, tôi sẽ tặng anh chị voucher mua lần sau. Đấy là cái thể hiện cho khách hàng có niềm tin vào cái sản phẩm chúng ta. Chúng ta bây giờ trong cái bối cảnh này thì hiện nay thì anh chị nhìn thấy rằng là nếu mà mua hàng mà không có giao hàng miễn phí hoặc là hỗ trợ giao hàng thì rất khó có khách hàng. Thì anh chị lưu tâm đến cái free ship, hoặc là trên một số sàn nó có, hay là nó có free ship extra đúng không? Anh chị mua một đơn hàng tối thiểu bao nhiêu? Nhưng cái này là một cái công cụ để anh chị bán hàng rất tuyệt vời, ở chỗ là gì ạ? Ví dụ như là 150.000 thì được đơn hàng 150.000 giao hàng miễn phí. Nhưng cái sản phẩm của anh chị ấy, anh chị để người ta gộp vào hai đơn vào vẫn chưa đủ 150.000 chẳng hạn. Nếu hai đơn 180.000, một đơn 70.000 ấy, thì tí nữa anh chị thấy anh chị sẽ bớt mỗi một đơn hàng đi khoảng 1-2 đồng, nó sẽ giảm, và như vậy là kích thích người ta mua thêm một sản phẩm nữa. Có rất nhiều cách thức để khuyến mại khác nhau, tặng voucher rồi là giảm giá rồi xả kho rồi mua một tặng một, ưu đãi thành viên VIP, ưu đãi thành viên thường xuyên, vân vân. Có rất nhiều chương trình thì cái này anh chị có thể hoàn toàn nghiên cứu để áp dụng. Ở đây thì tôi nói đến một cái khái niệm nữa mà khi anh chị đang bán hàng lưu ý là đối với những người khởi nghiệp. Tại sao cứ bảo là thằng khác nó bán được mà mình không bán được? Tại vì nó bán hàng nó cũng là nghệ thuật thôi. Nó có ví dụ như là khi đang bán giá sản phẩm, anh chị lưu ý là người ta hay nói về đấy, con số 9, con số 9 thần thánh ấy. Anh chị nhìn này, thay vì 5 triệu người ta chỉ đang 4 triệu 99, cảm giác nó rẻ hơn đúng không? Thay vì 50.000 người ta bán 49.000 thì cảm giác 49.000 50.000 lệch nhau 1.000, nhưng mà giá nó khác. Ví dụ như là đơn hàng 150.000 trở lên và 100.000 trở lên miễn phí, hoặc 150.000 miễn phí, thì anh chị thử xem là anh chị đặt ba cái đơn này nó cũng chưa đủ 150.000. Như vậy anh chị phải đặt đơn thứ tư đúng không? Nếu anh chị đưa 50.000 thì anh chị chỉ bán được ba mặt hàng thôi, ba cái combo thôi. Đấy là đăng giá bán để thu hút người ta, để người ta kích thích người ta mua nhiều hơn. Tiếp theo là bán hàng theo combo đúng không? Thì những cái anh chị cứ xem những cái ông mà bán lẻ đồ ăn nhanh, là gọi là chúng tôi gọi là đại chuyên gia trong lĩnh vực áp dụng combo. Đấy. Và bây giờ trên môi trường mạng thì anh chị thấy ví dụ như những ông website lớn bán hàng bao giờ cũng combo, từ cái việc là bán hàng này thì bán chéo thêm mặt hàng khác, thì có hai cái khái niệm anh chị nên nhớ. Cái khái niệm gọi upsell và cross sell. Upselling tức là bán hàng nâng cấp lên. Ví dụ như là bây giờ anh chị mua một cái điện thoại 120 GB dung lượng, nhưng nó bảo là thôi bây giờ 120 GB cài ra đã hết rồi, thôi tốt nhất là anh chị đầu tư thêm một tí mua một cái 256 GB chẳng hạn. Như vậy là, hoặc là đi vào cửa hàng đồ ăn nhanh, thấy cái cốc Coca nó bảo là bán có 12.000 một cốc Coca, nhưng nếu anh chị lên cái size bự rồi nó chỉ có 14.000 đến 15.000 thôi chẳng hạn. Và như vậy là nó kích thích người ta, thay vì người ta mua cái mặt hàng đấy thì mua cái bản nâng cấp nó lên. Đấy là upsell. Cross selling hay là bán chéo. Bán chéo là đấy, ví dụ combo bán bia thì bán thêm lạc, hoặc bán máy tính thì bán thêm ví dụ thiết bị lưu trữ USB, bán thêm con chuột, bán thêm túi xách, vân vân. Thì cái nếu mà tôi mà mua rời hai cái sản phẩm này, ba sản phẩm, ví dụ mua cốc nước này, khoai tây này, mà bánh thì nó đắt, tôi có thể mua combo ba cái nó rẻ hơn. Thì cái đấy là cái nghệ thuật bán hàng cũng như marketing để làm sao lôi cuốn khách hàng mua nhiều hơn. Rồi chúng ta và anh chị bán hàng nên lưu ý, và đặc biệt khi đang bán khuyến mại thì anh chị có một cái thủ thuật này là quy luật 100. Có nghĩa là nếu như ở nước ngoài nhé, tôi đang nói ở nước ngoài, là nếu mà một sản phẩm 100 đô bán là dưới 100 đô thì nên anh chị nên đưa giá phần trăm vào. Ví dụ như là sản phẩm có 20 đô mà anh chị ghi là giảm 2 đô thì nó thấy bé tí đúng không? Nhưng mà nếu mà anh chị ghi là giảm 10%, mặc dù nó vẫn là 2 đô nhưng mà cảm giác người ta có lời hơn, người ta thích hơn. Và cái sản phẩm người ta bảo trên 100 đô thì nên đưa cái giá thật, ví dụ 250 đô mà giảm 25 đô thì còn hơn là ghi là 10%. Đấy.
anh nghiên cứu cái này nó liên quan đến tâm lý người tiêu dùng thôi. Và đấy gọi là quy luật 100. Và ở Việt Nam thì chúng ta có thể quy đổi tương tự là khoảng một không phải là 100 đô nữa, mà ví dụ ở Việt Nam thì những cái sản phẩm chỉ khoảng dưới 200.000 thì anh chị nên đưa là phần trăm. Còn ví dụ từ trên 1 triệu thì anh chị đưa khoảng độ đưa cái giá, ví dụ một sản phẩm mà 1 triệu 2 mà anh chị giảm 120.000 thì nghe nó to, chứ anh chị nghĩ là giảm 10% thì nó lại cảm giác nó lại bé. Đó, con số 120.000 nó rất nhiều số 0, con số 10% nó ít. Đấy là cái nghệ thuật để bán hàng. Và để khi anh chị khởi nghiệp, mà tôi đang hướng đến là khởi nghiệp bán hàng hóa nói chung, chưa nói đến dịch vụ, thì anh chị lưu ý cho từ việc đăng sản phẩm, từ việc khuyến mại, từ việc đăng giá bán, từ việc mô tả thông tin sản phẩm vân vân để thu hút người dùng hơn. Và cái bài trình bày của tôi thì cũng xin phép là hôm nay trình xin dừng tại đây, và sau đây thì tôi sẽ xin chuyển lại cho ban tổ chức, và hy vọng là anh chị đã chọn cho mình được một cái trong rất nhiều những cái nhóm cái gọi là các cái gia nhóm giải pháp, những cái công cụ để anh chị khởi nghiệp. Và trước tiên để khởi nghiệp được thì chúng ta sẽ xem được cái nào kiếm tiền được đã, và chúng ta sẽ định hướng để khởi nghiệp lâu dài. Và rất mong nhận được sự đóng góp của anh chị. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Tôi sẽ chuyển lại cho ban tổ chức. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Nguyễn Hữu Tuấn rất là nhiều. Thực sự là với những phần trình bày vừa rồi, không biết là các anh chị khi mà chúng ta đã nghe những chương trình trước thì các anh chị thấy như thế nào ạ? Chứ đối với Dung ngồi đây thì Dung cảm thấy mọi thứ nó rất là mới các anh chị. Tức là kiến thức của chúng ta nhiều khi là chúng ta đã từng nghe rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta không chịu thấm và nghe đi nghe lại thì chắc chắn nó sẽ là rất là mới. Và bên cạnh đó thì ngày hôm nay thì anh Tuấn cũng đã cập nhật cho mình cũng rất là nhiều những cái kiến thức hay, đúng không ạ? Ví dụ như là Facebook vừa mới là thông báo một cái thông báo của họ, đó là đổi tên công ty thành Metaverse là một cái xu hướng trong tương lai, đúng không ạ? Thì đó là một cái tương lai thì chúng ta chưa cần để ý ngay tại trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta chỉ cần tập trung vào việc là thương mại điện tử và chúng ta kinh doanh số với những thông tin và kiến thức như vậy. Thì những lần trước thì cũng đã nghe rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì Dung cũng đã tích tụ thêm cho mình một số những cái thông tin, ví dụ như là tâm lý xu hướng của người tiêu dùng, tại vì là người ta thường hay là đi làm vào ban ngày, đúng không? Buổi tối thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian là từ 20 giờ cho đến là 24 giờ để mình có thể là nghỉ ngơi, mình giải lao, và thời điểm đó là thời điểm mà chúng ta thường hay mua sắm. Không biết là mọi người khi mà theo dõi chương trình ngày hôm nay, mọi người có suy nghĩ về bản thân của mình hay không? Tức là cái thời gian đó thì mọi người có hay mua sắm hay không ạ? Mọi người có thể comment lên đây ạ. Mọi người có thể là chat ở trên cái khung chat, bởi vì thời gian đó là với cá nhân của Dung thì Dung cũng mua sản phẩm rất là nhiều, và là thời gian mà chúng ta thường hay là lướt những cái trang social, những cái trang thương mại điện tử đó. Và hôm nay thì ngoài việc là có những thông tin kiến thức thì Dung nghĩ rằng là đây là một cái buổi training cực kỳ là có giá trị các anh chị, tại vì là chúng ta ngoài việc là cập nhật những thông tin, những mô hình của thương mại điện tử thì chúng ta còn biết được tâm lý về marketing nữa, đúng không ạ? Về tâm lý về marketing, tâm lý tiêu dùng của khách hàng, để chúng ta có thể là ứng dụng một cách nó hiệu quả hơn để mình kinh doanh tốt hơn và kiếm tiền ngay tại nhà. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Nguyễn Hữu Tuấn rất là nhiều với phần chia sẻ rất là thú vị ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Và các anh chị và các bạn thân mến, có thể nói là với những phần chia sẻ vừa rồi thì chúng ta thấy được rằng là thương mại điện tử là một cái vấn đề, một cái bức tranh không thể nào mà bàn cãi được rồi, đúng không ạ? Một cái xu hướng mà chúng ta không thể nào chối từ được. Và chúng ta cũng có thể thấy là với hình thức nền tảng kinh doanh trong thương mại điện tử thì chúng ta thấy là cũng có rất là nhiều mô hình, giống như là anh Tuấn cùng chia sẻ là từ affiliate nè, dropshipping nè, hình thức chia sẻ nè, rất là nhiều những mô hình khác nhau. Vậy thì với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến các anh chị và các bạn, đó là một nền tảng đến từ một doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, đó chính là tập đoàn Nu Skin Enterprises. Và tại Nu Skin thì hành trình số hóa cũng đã tạo điều kiện cho các nhà liên kết thương hiệu và các khách hàng được phát triển từ rất là sớm và đang ngày càng hoàn thiện với những ưu điểm vượt trội. Vậy thì để hiểu rõ hơn về mô hình này và chúng ta sẽ ứng dụng mô hình này ra sao trong công việc kiếm tiền online của mình, cũng như là kiếm thêm thu nhập ngay tại nhà của mình, thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phim ngắn ngay sau đây nha. Nếu bạn yêu thích kinh doanh và đang tìm cơ hội với thương mại điện tử, đây là video dành cho bạn. Nu Skin thành lập năm 1984 tại Utah, Hoa Kỳ. Hơn 35 năm phát triển và thành công,
hoạt động tại gần 50 thị trường trên toàn cầu, được niêm yết trên sàn chứng khoán New York. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành công ty chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cải tiến hàng đầu thế giới. Với nền tảng, cơ hội liên kết thương hiệu, năng động và hấp dẫn. Sở hữu công nghệ chống lão hóa tiên tiến iSlot trị giá hàng tỷ đô la, ứng dụng vào các sản phẩm chăm sóc da đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Khoa học chống lão hóa của chúng tôi ngày hôm nay phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với những phòng nghiên cứu phát triển mới, chúng tôi trong tư thế liên tục cung cấp những sản phẩm đột phá giúp chúng tôi tiến xa hơn, khác biệt với những công ty đối thủ từng ngày. Những nghiên cứu phát triển đầy mạnh mẽ tạo nên giá trị cho những nhà phân phối lãnh đạo và khách hàng của chúng tôi. Và chúng tôi tự tin nói rằng những thứ tốt nhất còn đang tiếp tục xuất hiện. Nu Skin tự hào sở hữu nhãn hiệu hệ thống các thiết bị làm đẹp tại nhà số 1 thế giới liên tục trong 4 năm. Không những thế, Nu Skin còn là một nền tảng cơ hội liên kết thương hiệu, năng động và hấp dẫn. Dễ dàng để bắt đầu kinh doanh, không tính phí gia nhập, đào tạo online bài bản, hoa hồng linh hoạt, trả thưởng nhanh chóng hàng tuần, hàng tháng. Hoàn toàn phát triển kinh doanh ngay tại nhà. Nu Skin mang đến nền tảng kinh doanh thương mại điện tử theo triết lý P2P, Prospect to Partner. Từ khách hàng tiềm năng đến đối tác kinh doanh. Cung cấp miễn phí hệ sinh thái các công cụ phát triển kinh doanh trên nền tảng online dành cho khách hàng và các nhà liên kết thương hiệu. Trở thành nhà liên kết thương hiệu, bạn sẽ được sở hữu trang website cá nhân hóa miễn phí với thư viện hình ảnh đã được thiết kế sẵn. Dễ dàng lựa chọn thêm các sản phẩm mà bạn muốn kinh doanh. Khách hàng đặt hàng trực tiếp trên website và thanh toán hoàn toàn 100% online. Nu Skin sẽ xử lý đơn hàng và vận chuyển, kiểm tra tình trạng đơn hàng một cách nhanh chóng, dịch vụ hậu mãi và bảo hành điện tử. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm về tư vấn da, bạn hoàn toàn có thể tự tin cùng với Vera, trợ lý phân tích và tư vấn giải pháp chăm sóc da online. Vera sử dụng trí tuệ thông minh nhân tạo phân tích hình ảnh và thông tin của khách hàng, tự động đề xuất các sản phẩm phù hợp nhất cho khách hàng của bạn. Nu Skin còn mang đến chương trình tích lũy điểm lên đến 10% đơn hàng và giá ưu đãi dành cho khách hàng của bạn, giúp gia tăng tỷ lệ tái đặt hàng, doanh số bạn được gia tăng và đặc biệt là bạn không phải trả chi phí chăm sóc khách hàng. Bạn hoàn toàn kiểm tra được tình hình doanh số và thu nhập 24/7 mọi lúc mọi nơi. Điều tuyệt vời hơn, với nền tảng online P2P, bạn có thể phát triển kinh doanh không chỉ tại Việt Nam, mà là gần 50 thị trường toàn cầu cùng với Nu Skin. Thương mại điện tử sẽ là xu hướng không thể cưỡng lại. Hãy lựa chọn nền tảng linh hoạt, minh bạch và toàn cầu để phát triển sự nghiệp kinh doanh của chính bạn. Bạn đã sẵn sàng